nếu mà cái đoạn đường vắng á mà động lực nó có thì thấy nó giống như một cái bóng hiện diện của con người thôi. Là em thấy giống như người thiệt cái em lắc, nhưng mà sau khi em quay lại em nhìn á thì không có. Cái tháng đầu tiên là em ngủ em không ngủ được ở trong cái ký túc xá đó luôn, chỉ thấy đúng một cái bóng đen y chang như một cô gái. Cắt tóc có thì ngủ ngủ, em sợ em ớn ngốc. Theo em đi đường mình nên niệm Phật. Cái ý thức của anh còn, nhưng mà khi anh xuất phát anh nói chuyện ra là cái ý thức của con người. Đây là một hình cách nhìn nó thái ha. Đứng ở cửa sau có đủ anh về hoài không cho anh ạ. Với có ai á, ai mà ba mấy tuổi đuổi em hoài à. Chỉ nồi cơm còn nóng hổi gì đó, mới nấu để đó đó, rồi vô là nó thiêu nhớt lầy luôn á. Thưa quý vị các bạn, nói đến chuyện tâm linh thì có người tin có người không tin. Vừa rồi Trung có gặp một cái người, một cái chàng trai bán dưa hấu ngay tại chợ Cầu Móng ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Thì chàng trai có nói lại với Trung về một khả năng đặc biệt, đó là một khả năng có thể là nhìn thấy trước những câu chuyện sẽ xảy ra, và có thể là về việc mà nhìn thấy những chiếc chiêm bao, về việc những con số có thể sổ số vào ngày nào và vào số mấy nữa quý vị. Đó là những cái chuyện tâm linh mà Trung có thể nói là đặt một cái dấu chấm hỏi, không biết cái đúng hay không. Thì bây giờ Trung sẽ bắt đầu đến lại chợ Cầu Móng để tìm hiểu anh chàng trai này, để xem chàng trai này có những cái khả năng đặc biệt như thế nào quý vị nha. Để cùng tìm hiểu với Trung. Ok, mời theo Trung. Tầm 5 giờ mấy rồi, em đi ra em đi mua đồ thì hai thằng công an đó, tại vì người mình bị visa mình bị hết, nó thấy công an là sợ em chạy à, thì em bị nó dí ngoài đường lộ, em bị bắt 14 ngày đó. Em mới rủ má mày nằm chim bao, nó ghê quá, nằm chim bao có chín số rồi, nằm chim bao tao bị bắt. Là nằm chim bao con bé kia, con bé mà nó làm cho em, tại vì hai đứa nó là trên cũng là lesbian á, thì nó cũng thấy, nó nói là em ơi em đừng có đi làm nha. Rồi nó co, nó nói là giống như cái kiểu mà bị bùa ngải cái kiểu, thì ông này ông mới coi cho, thì là không phải bị bùa mà là do nó xài ba cái bùa, ba cái chơi nhiều quá nó bị bùa. Xong khi nó là em đừng có đi làm bữa nay nha, em coi cho kỹ đi rồi anh chỉ cho cái cách em đi trả lại cho người ta đi. Cái bà nói bữa đó nó họ không biết mình đó, không biết làm sao đó, nó không chịu nghỉ cái nó đi làm tới đó đúng 3 giờ. Hôm đó là nó đẹp, tại vì nó nói với em á là em kêu là thôi về đi, rồi coi đi xuống mua trứng gà trứng đồ đi, thì nó bảo là thôi để em đi làm hôm nay rồi tối em về mua. Là đi làm cái xuống đó. Tại vì hồi lúc em ở tù ổng hứa ra ổng cạo đầu á là một năm á, một năm mới ra đến một năm sau em mới ra. Mới ra hết lần nào chưa hả? Hết lần nào chưa cạo mới ra. Dài quá trời, dài mà cạo bốn mé rồi, đang nuôi tóc lại rồi sửa tóc em dài. Mà sao ở tù thì em bị visa, em bị giam. Em ở đâu? Em ở Malay. Ở đâu? Malaysia. Ủa, em là người Malay hả? Em người Việt Nam. Người Việt Nam. Em ở bên Malay. Là lúc là tức là bị tù là bị ở Malay. Đúng rồi, 14 ngày. Tức là mình qua bên mình làm xong hết thời hạn visa, mình chưa gia hạn. Đúng rồi, em chưa gia hạn em bị bắt. Rồi lúc cái chồng em mới nhìn thấy tức là bị bắt. Trước đó lúc 3 giờ mấy là nó đã báo rồi, đến 5 giờ giờ gần 6 giờ chiều á, bị bắt. Oh, 5 giờ 20 mấy, 5 giờ rưỡi gì vậy là vợ bị bắt. Dạ. Nó thấy nhiều cái hay ghê đó, mà tại vì giờ nó hứa 1 năm rồi, nó đem gái 1 năm, tại vì lúc đó nó gái cho em ra. Nói chung là giờ ở bên năm sau nó có nhiều chuyện cho anh quay. Vợ em á là ví dụ giới thiệu qua, ví dụ tự nhiên mình muốn con rồi đó thì sẽ con rồi, còn mà còn mà hồi xưa mà cái anh mà hồi đó dạy cho nó làm cung gà nha, ổng quen bao nhiêu con bồ mà ổng có bầu rồi vợ con bồ ổng bỏ bầu ha, ổng cũng đâu biết đâu, cũng về kêu nó đi kiếm rồi đi kiếm rồi đi cúng đi giá. Nhiều cái mình không tin, hồi lúc mà em bảo bản là em không tin đó, em về đây em mới tin đó. Yeah, em về đây là em tin hồi xưa, tại vì em đạo Thiên Chúa mà em qua đâu rồi là em không tin rồi đó, mà nó làm giết em phải tin. Nó nằm chim bao nó thấy số một cái, em nói em không quánh, mới đầu em quánh mấy đồng ở bển à, em nói trúng chiều em quánh lại Hà Nội em vẫn trúng, hôm sau em quánh nó ra ngang con số đầu không, nó không ra trong lô, nó ra đầu hoặc là đuôi, mà đa số là ra đầu. Em quánh trúng 3 ngày liền, mấy người trong xưởng nghe mà em dòm em ai cũng là điện về xin số đó, mà tại vì lâu lâu mới thấy chứ đâu phải thấy hoài đâu. Đúng rồi. Mà cái vụ mà em thấy vụ mà ma gì đó là có thấy hay thấy không? Nếu mà cái đoạn đường vắng á mà động đường nó có thì thấy, còn mà bình thường thì không thấy. Là mình thấy có nhiều như vậy, người nhiều con ma như vậy không, hay là không?
tùy đoạn đường anh ơi, nhưng mà ví dụ người ta bảo là ma thấy ghê lắm, cái người đó trời le lưỡi dài này nọ không có. Thường á là em thấy là một á là cái bóng đen, ví dụ đi anh chạy rất tối đi thì cái đường nó sẽ mờ 10%, ví dụ đổ sáng 10% á thì giấc tối anh chỉ thấy tầm 30-40%, nhưng mà anh sẽ thấy cái bóng đen rõ ràng luôn, giống như là giấc sáng thì như thấy bóng đen. Nhưng mà trong khi nó là giấc tối, nó như một cái bóng thôi chứ không phải là người. Đúng hả? Rồi, nó giống như một cái bóng hiện diện của con người thôi. Có nhìn rõ được cái mặt không? Lúc nhìn rõ thì lúc không nhìn rõ. Ví dụ cái cô gái đó anh nhìn y chang như người bình thường, chứ đừng nói mà ghê sợ giống ma mặt giống như xấu xí không có. Có lúc nhìn giống như người bình thường luôn hả? Đúng rồi, giống như người bình thường của mình, nhưng mà nó khác một chỗ là khi mà mình đã thấy rồi á thì bất chợt á, giống như là cái giác quan của mình hai bên mắt vẫn thấy hai bên nha. Mình chạy thẳng nhưng mà bên hông mình vẫn thấy, sau khi mình quay lại thì không còn thấy nữa. Nó chỉ có bao nhiêu đó thôi chứ không có nhát mình hay là làm cho mình sợ. Có khi nào em thấy nó nhìn mình không? Có chứ anh. Thường ở trên dốc cầu á, dốc cầu thì sẽ có. Ở dốc cầu thường có mà. Dốc cầu thường có. Còn mà bình thường ở ngoài á thì khi mà anh chạy á, giống như là người ta, ví dụ đây là cái bờ đường, đây là cái đường, khi mà anh chạy vậy nè, giống như người ta đi ngang qua để cho mình lách ra thôi. Giống như là em thấy giống như người thiệt á, em lách, nhưng mà sau khi em quay lại em nhìn á thì không có. Gì hả? Kiểu nó vô tình, nó kiểu như trường hợp giống như là thì người ta cũng đi qua đường bình thường, nhưng mà người ta đi người ta không có dòm xe. Như cái kiểu người ta thích người ta qua. Tại vì qua xe đâu đụng được nó đâu, đúng không? Em không biết đụng được hay không, nhưng mà người ta thích người ta qua thì mình nhìn y chang như người bình thường nhé, thì mình lách. Cái người cái giai đoạn mà khi mà em thấy á nha, là lúc đầu em lách nhiều, về sau em cũng lách, giống như cái cảm nhận của mình biết cái đó người hay là tâm lên bên kia. Như em đúng là khổ, nhiều lúc mình nhìn thấy mình không biết là người hay ấy. Đúng rồi, nhưng cái giai đoạn cái năm đầu tiên nha, khi mà em thấy nha là em lách hoài luôn. Em tính ra em thấy là bao nhiêu năm như vậy rồi? Theo mà em thấy nha, hồi nhỏ thì em ít thấy, em chỉ nằm mơ thôi, nhưng mà để cái lúc mà xác định mà em thấy nhiều nhất luôn á, cái đỉnh điểm luôn á, là cái năm đó là em 19 tuổi. 18, 19 tuổi, lúc đó là em học ở ngoài trường Cao đẳng nghề Kiên Giang á. Là cái tháng đầu tiên là em ngủ, em không ngủ được ở trong cái ký túc xá đó luôn. Thì cái trong ký túc xá đó, em không biết nó có vấn đề gì hay không, nhưng mà nghe người ta truyền miệng thôi nha, mình chưa có nghe xác định rõ từ giáo viên, nhưng mà nghe truyền miệng là cũng có vấn đề về học sinh trong đó thế này thế nọ. Nhưng mà khi mình ngủ á thì mình lúc đầu mình không thấy. Về sau em ở tầm nửa tháng là bắt đầu em thấy. Trong cái phòng, trong cái ký túc xá đó, nó có 8 cái giường. Ở vừa mở cửa vô thì ở bên cạnh cửa có 2 cái giường, giường tặng á anh. Rồi chánh giữa thì có 2 cái giường là 4 cái. Rồi sát bên cạnh cuối cùng của cái góc góc nhà thì có 2 cái nữa là 6 cái ngang nữa là 8 cái. Ngày xưa em học thì nó có 8 cái, hiện tại bây giờ nó có mấy cái em không biết nha. Thì em nằm ngay chân cái khung chánh giữa, mà khung chánh giữa thì nằm ngang qua, nhìn ngang qua thì thấy cái cửa mà đi vệ sinh đó, tại vì trong cái ký túc xá là sẽ có nhà vệ sinh luôn. Thì ngày nào về nằm ngủ đó cũng đứng ở đó trơn á, nhưng mà em không thấy bóng trắng hay là người hay là sao, nhưng chỉ thấy đúng một cái bóng đen y chang như một cô gái đứng đó. Đứng đó. Thì cái trong giai đoạn đầu tiên, một tháng đầu tiên em không ngủ được. Em từ 42-43, bây giờ là em mập rồi đó, 42-43 ký hồi xưa em mình dây, em bị tụt xuống còn có 3 mấy ký, không ngủ được. Cứ thấy hoài hay sao? Sao mình không ngủ được? Do gì? Mình sợ. Sợ. Trong giai đoạn đó rồi mấy đứa kia, lâu mấy đứa kia cũng thấy, mà không đứa nào dám nói đứa nào vô đó, tại lúc đó mới vô học mà đâu ai với ai đâu. Thì lúc đó sợ quá. Tới khi mà cái giai đoạn đỉnh điểm đứa nào cũng thấy rồi á, thì tụm lại ngủ với nhau một cục. Về sau đó cái ở từ từ người ta hết thấy rồi, nhưng mà mình vẫn thấy hoài. Rồi xong rồi em giống như cái kiểu là em tính ra ngoài ở, nhưng mà cái trong giai đoạn đó là em khó khăn quá, mình không còn tiền trong người á, tóc mình phải ở đó, mình cố gắng mình ở rồi mình hòa nhập với người ta, cái từ từ với quen luôn. Là trong cái giai đoạn đó em thấy rồi, 18-19 tuổi á, em học ở đó là em thấy rồi, là
tới đây tới hiện tại bây giờ em vẫn thấy luôn. Nhưng mà cái giai đoạn đỉnh điểm thấy là từ 19, 20 tuổi là thấy nhiều nhất. Là lúc đó là em thấy một cô gái. Lúc đó em thấy một cô gái, nhưng mà vợ em đi với em biết quen rồi, mỗi lần nói nó sợ. Thì em mới hỏi vợ em, ơi vợ khi mà chạy qua rồi thì em hỏi là vợ mày thấy gì không? Thì vợ em nói, ê ta thấy một cô gái. Thì lúc đó em nói là vậy là đúng rồi đó. Thì mình cứ tưởng đâu hết. Nhưng mà chạy tới cái đoạn đường Kinh B á, vừa qua cầu Kinh B á nha, chạy xuống thì ở mép bên tay trái, bên mép bên lộ này nè, gần cái thùng rác thì có một cái ông già với một đứa con nít. Nhưng mà lúc đó vợ em không thấy. Em mới hỏi vợ em là ở thấy ở bên hông có gì không. Cái vợ em nói đâu thấy cái gì đâu. Thì mới nói là em là như vậy như vậy. Nhưng mà trước đó thì thấy cô gái thì vợ em có thấy. Dạ. Cô gái em thấy trước, em thấy đang ngồi trên cái xe. Lúc đó em cũng thấy luôn hả? Em này đang chạy quốc lộ 1A đúng không? Em thấy cái chị đó đi về, chắc có nghĩa giống như là đi làm văn phòng vậy đó. Mà sao nếu như mà chở bạn thì phải ngồi thích nhau, mà cái này ngồi ra ngoài cái về xe là mà cách tóc thì rủ rượi, em sợ em ớ ngốc. Thì chồng em nó lách qua vậy nè. Thì chồng em mới nói em anh mới thấy, anh mới thấy giờ nói anh em thấy cái cô, em về tới nhà em mới nói. Tức là thấy một người chở một con ma hả? Đúng rồi, em thấy luôn. Thì khi mà chồng em nói anh chạy xe kì vậy? Anh mới thấy cái bóng, anh lách cái bóng đó chứ không phải là anh buồn ngủ. Em nói anh buồn ngủ hả? Thì khi mà cô gái đó em về tới nhà em tắm xong em ra nói anh cái chỗ trước kia, chỗ anh lách cách đó khoảng 1 mét rồi. Em vừa thấy vừa quên, em vừa thấy là anh vừa lách xe luôn. Em thấy cô gái ngồi ở sau cái chị đó cũng mặc bộ văn phòng đi chở, nhưng mà không phải chở bạn đâu, tóc rủ rượi vậy nè, tóc đang tới đây. Chắc là chị đó cũng không biết là chị đang chở một người đó ha. Đúng rồi. Thì em vừa nhìn xong vừa quay sang thì chồng em mới lách gì nè, chồng em mới là em mới thấy vô anh mới thấy bóng đen anh mới lách nè. Em nói ủa ông nói trời ông nội này buồn ngủ thì hắn lại ngủ quán giọng đó. Tại vì em đi đường xa lắm từ xưa giờ, buồn ngủ là ghé lại ngủ, ông nói không có buồn ngủ, anh không có buồn ngủ, anh lách cái bóng. Thì em nói rồi xong rồi em nghĩ về tới nhà em mới chở. Em mới nói là ông thấy cái người chở gì đó. Thì anh vừa thấy ông vừa lách luôn. Là ngay quốc lộ 1A giữa cái đường cái ngã cái gì xuống em gần tới ông quý kìa. Khi nào có người chở con ma đó là có thể là con ma nó sẽ làm gây hại cho người đó không trời? Không, cái đó nếu mà người ta gây hại, người ta đã gây hại từ lâu rồi. Trừ cái trường hợp, ví dụ có những trường hợp lý do tại sao người ta không buồn ngủ, người ta không sử dụng mà người ta vẫn té xe. Tại vì có thể người ta lắc, người ta tưởng đâu là người ta lắc. À đúng rồi, có thể trường hợp đó xảy ra đúng không? Nhiều người giống như khi mà say rượu, ta nghe nói là khi mà say á là khả năng là cái gì đó nó gây cho cái con người ta nó có một cái gì đó nhẹ bóng dí hơn, là dễ thấy hơn đúng không? Cho nên cũng có thể trường hợp đó xảy ra là người ta bị lắc né. Theo em có cái vấn đề tâm linh đó thì mình không nên truyền bá. Nhưng mà mình ai tin á thì mình cũng vẫn tin. Tại vì biết sao không? Khi mà mình đi đường á, theo em đi đường mình nên niệm Phật để cho mình cái gì đó để mình vững tin, mình chạy tay lái cho nó khỏe hơn. Còn mà cái vấn đề tâm linh ở trong nhà hay là nọ thì đối với em vấn đề đó nó không có quan trọng. Quan trọng là khi mà mình đi ra ngoài đường á, thì cái vấn đề tâm linh mình phải kỹ càng tí xíu. Tại vì em nghĩ là chắc ngoài đường là có nhiều ma hay là nhiều cô hồn đó đang vấp vưởng bên ngoài đường ha, nên kiểu như là người ta vẫn chưa có siêu thoát. Đúng rồi, với lại mình chạy xe á nhiều anh á, cái tay lái á chạy rất là nhanh nhưng mà lý do tại sao người ta chạy nhanh nhưng người ta vẫn kỹ trong cái đường vắng, người ta vẫn té xe cái đó mình cũng nên suy nghĩ lại. Đúng rồi, chính xác. Xét đó nên thành ra cũng nên tin tưởng vào cái tâm linh để mình niệm Phật nào đâu đó thì cũng giải được nhiều cái. Đối với em á là ai hợp á, ví dụ hợp phải không, em có thể là em coi cho người đó, em không có coi nhưng mà em biết được cái gì em sẽ nói cho người ta để người ta lường trước. Chứ em không phải là cái kiểu mà dùng cái tâm linh của mình để đi lấy tiền người ta. Từ xưa giờ em coi nhân tay không? Có trường hợp đó anh đã từng nghe rồi. Tức là có một anh cũng có một người bạn á, cũng có trường hợp là khi nhất là khi mà say á, khi mà xỉn, uống nhậu xỉn á, là tự động cái có khả năng là nhìn thấy được được cái tương lai của người kia.
là bị sao là thấy được cái trường hợp đó là có thể là ông bà tổ tiên của người ta đã đổ á. Ví dụ mình uống vô lúc đó, lúc mình chưa uống rượu á, cái tinh thần của mình là 100% mình tưởng lại được. Nhưng mà khi mà mình uống rượu rồi, có thể là anh đó giống như cái sức khỏe nó bị giảm đi á, thì lúc đó những người tâm linh á, người ta mới ngồi dậy, người ta dựa lại được. Lúc đó là cái người đó nói chứ không phải anh. Cái ý thức của anh còn, nhưng mà khi anh xuất phát, anh nói chuyện ra là cái ý thức của cái người kia. Nhưng mà anh vẫn biết những người này là bạn của anh nè. Anh vẫn nhậu cái cuộc vui của anh, nhưng mà khi nói chuyện là cái người kia nói. Là cái lúc những cái người đó là cái bóng vía nó nè, người ta mượn cái rượu để cái người kia dựa vô. Còn mà những người mà người ta sinh ra cái bóng vía người ta đã nhẹ và người ta hợp với tâm linh á, thì người ta không cần uống rượu gì hết. Còn những cái trường hợp mà để mua thằng bán thánh mà đi lấy tiền người ta, đối với em những trường hợp đó nó phải lên án. Tại vì á, khi mà người ta muốn coi thật sự á, người ta không cần lấy tiền đó. Đúng rồi. Không có tiền bạc, tiền gì đâu. Còn mà những người đó mà người ta lợi dụng cái tâm linh để người ta lấy tiền mua cái chuộc lợi cho người ta, những người đó là không đáng tin. Thật sự những người coi mà người ta coi thật sự luôn á, ta không lấy tiền. Tại vì khi mà mình lấy tiền con cháu mình cũng lãnh. Đúng rồi. Cái đó là ông trời cho mình, cái duyên ông trời cũng cho mình để mình đi coi, mình trả lại cái nghiệp trước của mình mắc nợ người ta. Mình coi cho người ta, chứ không phải là mình lấy cái đó mình chuộc lại cho mình. Cái này cái bổn phận mình trả cho người ta. Đúng rồi. Còn em nói nếu mà mình lấy mình chuộc lại cho bản thân mình, nó con cháu mình nó phải trả lại cho mình. Chính xác. Em rất là biết hiểu về cái Phật pháp trong đó, cái đó là cái đó là cái thực sự. Còn mà ai mà nói là coi hay, em cho dù coi hay cỡ nào coi hay nha, bây giờ anh nhìn mặt em, anh nói em coi hay cỡ nào, anh nói đúng 100% luôn, em vẫn không tin. Tại cái người đó lấy tiền để người ta chuộc lại. Có thể là người ta biết được cái lịch sử của mình trước đó rồi, người ta nói, người ta vẫn nói đúng bình thường. Nhưng mà cái người thật sự, người ta nói, người ta bỏ trong người ta ra, người ta dùng cái sức lực của mình á để người ta cho người khác dựa vô để nói á, nói về cái những cái mà biến cố sắp tới của mình á, là những cái người đó không cần lấy tiền, mấy người đó mới là đáng tin. Còn mà những cái người mà lấy tiền để chuộc lại, để nuôi sống cái bản thân của mình, lấy cái tâm linh đó ra làm cái nghề á, thì cái người đó không đáng tin. Cho dù coi hay em vẫn không tin. Đúng rồi, không có chấp. Bởi vì cái hệ lụy mà lợi dụng tâm linh đó là nó xảy ra, nó bắt nguồn từ đó. Còn đối với em là hợp thì coi, hợp thì thôi, không ai ép nè. Anh thấy em mình như có nhiều hình xăm trong người hả? Dạ cũng có. Cái đó là do mình thích xăm nghệ thuật hay là nó có cái gì không? Cái này là cái duyên. Cái duyên hả? Ngày xưa em đi Thái. Rồi em sống ở bển mấy tháng thì em cũng gặp biến cố bển, thì em có cái duyên em gặp cái người thầy ở bên đó. Người ta cho mình cái để mình những cái biến cố của cuộc sống của mình đó, người ta khoanh dùng trong cái thời gian đó, thì em người ta giúp đỡ cho em, người ta lên cho em cái hành tài để người là thời gian tam tai của 3 năm. Đúng rồi. Ủa là 31, 32, 33 hả? Không, cái này là của em là khác. Của ổng là khác, giống như ổng hết cái tâm tai này là có thể coi, có thể thấy. Tại vì ổng thấy nhiều cái tâm linh quá, nhiều cái sinh linh ở ngoài quá rồi. Rồi có ốm nhơ, ốm nhách nè. Rồi gặp thầy thì mà lúc đó là gặp thầy chỉ đứng ở ngoài thôi. Nhưng mà thầy ở đằng xa thấy chi vô thì chả báo, nói thầy là em qua bên này em không có tiền. Cái kiểu thầy nó không lấy tiền. Là tất cả cái hình xăm trên người là toàn là bùa của thầy. Ôi là thầy thấy ổng kêu vô ổng xăm. Tại lúc đó là em đi là em chưa biết tiếng á bển, mà lúc đó mình hết tiền rồi, cũng lạc ở bên bển mà. Rồi đi vô đốt nhang thôi, nhớ nhà nhớ đồ về không được á, vô mình đốt nhang đồ này nọ thôi, cầu nhà bình an rồi tai qua nạn khỏi cho mình về nhà đồ này nọ. Thì lúc đó vô đốt nhang mà đi vô tới cây nhang ở chỗ nào mình không biết, để rút ra để mình đốt cho người ta nữa. Cứ đứng ở ngoài lưỡng lự đi vô. Thì thầy ở trong này thầy đọc kinh, mà người bên bển đọc kinh mình đâu có hiểu đâu, mình cũng biết đọc kinh giảng đạo thôi. Thì đứng chấp chơi ở ngoài thì thầy mới kêu vô. Thầy ngoắt vô, ông chỉ hoài mà mình đâu có biết là cái ý gì đâu.
thì ông mới quát vô, mình đi vô đại. Thì lúc đó thầy nói chuyện thì mình không có hiểu. Nhưng mà lúc đó đi người đi du lịch nhiều, có người Việt Nam á, nhưng mà người ta gốc ở bển, ta biết tiếng Thái tiếng Việt, ta dịch ra cho mình luôn. Thì người ta mới nói thầy kêu mình vô kìa, vô đi. Em mới đi vô, thì lúc đó thầy nói chuyện á. Người kia mới nói á, là thầy nói em có duyên với thầy, rồi em mắc nạn 3 năm gì đó, năm mấy tuổi người ta nói. À lúc đó em ông nghe nói như vậy thì em thấy ông nói đúng không? Đối với em đúng hay không đúng, nhưng mà trong giai đoạn hiện tại là thực sự em bế tắc. Thì lúc đó là em cũng vẫn chưa tin, nhưng mà sự là trước giai đoạn đó là em đã thấy nhiều rồi. Thì thầy không có nói, thầy không có kể gì lịch sử của em gì hết trơn, thầy chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Thì cái người kia người ta mới dịch lại như vậy cho mình nghe. Thì mình cũng thấy chắc cũng đúng, tại vì trong giai đoạn này là mình đang thật sự rất khổ. Thì thầy nói, thì thầy mới nói là đi vô đi, thì thầy làm cho cái phép. Thì là mỗi năm là em phải lên phép bao nhiêu đó, nhưng mà không lấy tiền. Cái đó là không lấy tiền, để cho mình giống như là mình trả lại cái lễ mà ngày xưa mình gặp nhiều rồi này nọ, mà mình gặp mình không nói cho người ta, đừng người ta phòng ngừa. Ví dụ người ta cho mình cái khả năng để mình thấy cái chuyện đó mà mình không nói với người ta. Ví dụ đi, em mơ em thấy thế này, cái người đó như vậy đó, nhưng mà mình không nói với người ta, thì mai mốt cái quả đó mình lại. Lúc đó thì em cũng đâu giống hiểu đúng không? Tại trước đó em cũng không hiểu là mình thấy là đó thì mình phải em nói. Em mắc nợ anh này. Rồi em thấy mà em không nói. Như vậy là những cái mà khả năng đó là những cái khả năng trời cho, mà trời cho đó để mình phải giúp những người mà mình cần giúp, đúng không? Nhưng mà nếu mình không giúp thì đó sẽ trở thành cái nghiệp của mình. Mình mắc là cái đó. Cái người đó có duyên á, mình mới nói cho người ta biết. Còn mà không có duyên á, không phải chuyện của mình mà không nói, tại vì cái căn của mình nó tới đó chứ không phải mình là cái người mà giống như thầy đắc đạo rồi nọ, thầy gặp ai thầy kêu vô cũng được. Còn mình cái người đó là tự hợp với mình. Không có duyên học máu một lần rồi đó anh. Bị học máu hả? Ói ra máu hả? Thì cái con bé mà em nói với anh là tối nó đi tù đó, thì nó là nó mua bùa, em xin bùa nó thái, thì ông này ông đụng chạm tới người ta. Sáng ông đi vô toilet, ông gọi toilet em, nó mày ông ở dơ quá, ông đi toilet mà người tôi coi, nó em nhìn kỹ đi, thì em nhìn kỹ toàn là máu, mà máu cục, ông ói ra máu cục, không muốn dạy người ta cảnh cáo. Ói ra máu cục không, là lúc đó bên bển là nói chung là trên 50 người trong xưởng ngày mai cũng thấy. Ai cũng biết đó. Ai cũng điện tối ngày điện kiếm ổng, kêu ổng coi đâu coi được, đâu có duyên nhìn thấy thì nói ra, còn không nhìn thấy là không nói. Đúng rồi. Đó ở Mã Lai, ở Giông Hôn đó nè. Giông Hôn là nó sát cạnh với Thái Lan luôn á. Cái hình xăm trong người của em là nó xăm hết người luôn không, hay là như thế nào? Em không xăm hết người, em không xăm theo cái kiểu nghệ thuật, mà em xăm theo cái kiểu mà để cho mình bảo vệ cái bản thân mình, cho mình cái tay. Cái đó là thầy xăm hay là mình theo ý của mình? Thầy xăm. Giống như là khi mà gặp thầy rồi đó, thầy muốn lên hình nào ở vị trí nào là cái đó là của thầy, của mình. Cái hình đó khi nào thầy nói là phải giữ bí mật không, hay là có thể là người khác thấy được? Thầy thấy vẫn thấy bình thường, nhưng mà thầy chỉ cho em biết á là mình xăm cái này để mình giống như là mình phù hộ cho mình tai qua nạn khỏi những cái mà cái nạn của mình sắp tới mình chuẩn bị mắc thôi. Còn mà bình thường thì người ta vẫn coi bình thường. Không coi bình thường được hả? Như trường hợp như là bây giờ, như là em có thể là tiết lộ cho mọi người xem một xíu về cái họa tiết trong đó không? Đây là một cái trường hợp rất đặc biệt thưa quý vị, rất đặc biệt mà đây là vô tình chung nói chuyện rồi cũng biết được khả năng. Em tên là gì nhỉ? Nói là chưa biết tên. Em tên thiệt là tên Hòa, nhưng mà mọi người biết tới em từ Lô Tô tới tới cuộc sống ngoài đời buôn bán như thế là người ta biết tới em tên Sinh. Tên Sinh. Sinh của từ học sinh. Học sinh hả? Rồi học sinh. Thì hiện tại trong người em là được 1, 2, 3, 4 và hình xăm này 5. Kéo ở đây khi mà thầy xăm, thầy đưa dính vô cái hình này luôn là 6 hình xăm. Đúng rồi, bởi vì đây là một hình rất nhìn nó thái ha. Tại vì khi cái họa tiết á, người ta xăm nghệ thuật á, người ta xăm cái nét rất đẹp. Còn đúng hiện rồi. Tại của em xăm bằng cái
cái tre mà tre rất là già, người ta sẽ chuốt ra thành một cái giống như cái con dao nhỏ, cái lưỡi kim nhỏ vậy đó. Người ta sẽ lấy thuốc trực tiếp chứ không có bơm thuốc giống như là xăm bằng máy. Ta lấy thuốc trực tiếp và người ta xăm ra. À đúng rồi, nhìn đây họ tiết nó khác này quý vị, thấy không? Cái sự họ tiết nó khác với hình xăm thông thường vậy thôi. Cho nên cái màu xăm á, thứ nhất á là nó không đều và nó không có giữ màu lâu bằng cái kia. Khi mà em sắp hết hạn rồi, màu tất cả cái xăm này nó sẽ nhạt đi bớt. Trước kia cái màn hình một cái hình chú giống như là chú hổ nha. Con hổ đúng không? Dạ đúng rồi, con hổ. Ờ nhìn cái hình. Sau rồi em bị bắt thật đó, rồi xong về em bị ổng cho em số trúng mấy lần số rồi em mới bắt đầu em mới tin. Cái lần đầu tiên em về Việt Nam chạy về nhà mẹ em với Sóc Trăng á, đi đường gần gần cái cầu nè. Lên tới cái cầu á là chồng em nói là em thấy giùm em nói anh mà hỏi một tiếng nữa anh mới mốt anh đi vô ngoài đường á, chắc tối anh thấy gì anh nín anh về nhà rồi anh nói em. Anh nói qua điện em sợ. Rồi từ đó nhiều nữa. Chứ còn mà hồi lúc em mới về là đi ha, là tầm 12 giờ đổ lên là cứ hỏi em thấy gì không, em là em sợ rồi. Em sợ ma lắm. Em cực kỳ sợ ma. Sợ ma mà chồng thấy ma thường xuyên luôn. Đây quý vị xin thường xuyên là bán dưa hấu quý vị nha. Bán dưa hấu ngay chợ Cầu Móng phía bên hông chỗ có điện lực nữa quý vị. Đấy. Với những cái khả năng mà ta nói là rất là tâm linh mà nhiều người không tin thì cũng phải tin về việc mà tâm linh bây giờ thì bà con mình hầu hết đều tin, cũng như là giống như cái luật nhân quả thì bà con đều có thể là nhìn thấy được. Và hôm nay thì trùng đến ở đây để mà giao lưu và vô tình gặp ở đây chỗ em xin, thì em xin nói ra những cái điều đó hết sức là gọi là những cái gì nhiệm màu thôi, gì rất là nhiệm màu. Đuổi đi hoài chứ kêu em nhà em mở cửa tới giờ em đâu có thấy gì đâu. Mà em ơi em, nhà em có ai chết mà tầm ba mấy tuổi không chi anh? Đứng ở cửa sau cứ đuổi anh về hoài không cho anh nọ. Cứ đuổi miết, bị đuổi miết. Là nhà em biết hết chứ. Ồ dạ, đuổi nhưng mà lúc đó là xin có biết là ma đuổi không à sao? Dạ biết. Hả? Biết, biết. Biết hả? À cái nói chứ vợ em nghe đúng không? Dạ nói với vợ là vợ ơi có ai á, ai mà ba mấy tuổi đuổi em hoài à? Thì sáng ra vợ hỏi mẹ là mẹ nhầm, có ai ba mấy tuổi không mà đuổi em hoài à? Thì mẹ mới nói là có ai ta, thì đi qua hỏi chị hai á, chị hai nói là người quen ở chỗ đó. Wow. Ba mấy tuổi mà nhầm khuôn mẹ mã chết thì nhiều, nồi cơm chị hai em nấu còn nóng hổi mà nó không nhớt rồi nên họ cúng cô hồn cúng hoài à. Nhưng mà cúng hoài mấy đứa nhỏ nó cứ bệnh lịch kịch hoài, mà cứ nồi cơm mày ăn cứ tính đi, nồi cơm mình nấu để tới trưa thì nó mới thiêu, nó chiều mới thiêu, nồi cơm nó nấu ra nóng hổi luôn là thiêu nhớt. Chị hai em mới nói sao thắc mắc hoài luôn, nồi cơm cái nồi không đổi nồi cơm, bỏ nồi cơm nó đi mua nồi cơm điện mới về nấu, thì vài ba ngày sau nó cũng như vậy, nồi cơm còn nóng hổi gì đó mới nấu để đó, rồi vô là nó thiêu nhớt lầy luôn á. Nhớt lại như con gắm mẻ mình luôn chứ không phải là có chuyện lạ như vậy luôn. Về thì ông bị đuổi hoài mà lúc em về là em không có biết không có biết là nhà có vấn đề thì lúc em về á thì không có ai kể cho, vô mình nằm mấy ngủ buổi đầu tiên bị đuổi. Như vậy là chỗ nào thường xuyên có những cái tâm linh như vậy, anh nghĩ là em tới là chắc chắn là em sẽ cảm nhận được liền đúng không? Kiểu tâm linh mình nặng á, nặng như vậy đấy. Nói nặng hay không nặng thì em không biết, nhưng mà khi mà mình tự nhiên đi ngang chỗ đó có là tự nhiên mình cảm nhận được. Còn mà đi đường á nha, đi đường bình thường bây giờ là hiện tại là em gặp nha, là em không hết luôn. Tự nhiên mình biết luôn á, trong khi người ta cho mình thấy một cái người bình thường luôn. Nhưng mà tự nhiên cái mình chạy luôn, mình không cần lách nữa. Mà không lách là phải đụng rồi. Phải không? Đụng luôn. Đụng luôn thì... là mình đi thẳng luôn chứ mình đi qua cái bóng á. Nhưng mà mình chạy tới đó rồi đó nghe là bắt đầu, lúc đầu mình thấy rõ. Mình chạy sắp tới rồi là bắt đầu nó nhập lại. Nó nhập lại là anh chạy qua luôn sao chứ. Anh lách đó nghe, nhiều người người ta hết hồn á. Tự nhiên ở đâu đang chạy, anh đang chạy bằng thằng bình thường vậy nè. Tự nhiên ở đâu cách tạm chừng còn từ đây tới cái ghế đó đó. Mà tự nhiên ở đâu đi ngang qua thì bắt buộc anh phải hết hồn lách rồi. Đúng rồi. Là anh có vấn đề liền. Nhưng mà bây giờ với cái phản xạ em quen rồi, em biết được đó là ma, bóng ma đúng không? Đúng rồi, biết tại vì em quen rồi em chạy luôn, em không có nó không có quan tâm tới nó nhiều nữa. Khi mà mình càng quan tâm nhiều á là mình càng sợ.
Còn mà khi mà mình lơ đi, mình xem như khi mà mình ví dụ đi, cái vía của anh gặp cái người đó trội mặt ghê quá, mặt anh một đồ thì bắt buộc cái phản xạ anh sợ. Nhưng mà khi anh nhìn qua gọi đó nghe, anh nói lòng mình là không sợ đi luôn, là tự nhiên anh lướt qua rồi cái tự nhiên anh hết sợ. Còn mà anh cứ với cái tâm niệm là sợ quá sợ quá sợ quá sợ người ta, nhiều khi ba hồn chín vía của người ta chết, ta còn lại vía trên này thì cái vía bắt buộc một vía bắt buộc nó phải ngu, nó ngu y chang như nít vậy đó, thì bắt buộc nó phải quậy phá nảy nọ chồng anh này, mà anh càng sợ càng khoái. Cho nên là mình hay mình hiểu về ma luôn. Mình lờ đi là mình không có cảm thấy mình sợ nữa, mình cảm thấy cái chuyện đó bình thường. Gặp một lần sợ chứ gặp lần hai lần ba lần tư thì từ từ quen rồi, giống như mình tại vì cũng gặp cũng nghe nhiều trường hợp người ta kể rồi, chỉ tôi coi những người bình thường thôi chứ không có gì, tôi là không có sợ. Còn khi mà mình lâu lâu mình gặp á mình sợ nha, mình sợ là nó biết ha, không nó biết là nó lại tiếp tục nó nhắc xưa, tới. Hồi xưa em học ở trường cao đẳng nghề là em sợ, sợ dữ lắm, sợ dữ thằng sợ luôn. Em là nổi tiếng luôn, em ở tứ trung năm á, em nhà dưới trung năm nè, là em nổi tiếng từ nhỏ tới lớn luôn, tới khi học lên trường cao đẳng nghề học đó nha. Là dắt tối tầm chừng 7 giờ là em không bước ra ngoài đường. Em sợ ma. Tại sợ ra đó thấy những bóng ma. Tại vì em nằm mơ, nằm mơ nhiều, trong giai đoạn đó nằm mơ xuống. Nằm mơ thấy ma hoài luôn. Rồi xong rồi tới khi mà em học trên trường cao đẳng lúc đó em mới thấy thiệt. Về sau là em nằm, trước đó em nằm mơ. Về sau em thấy thiệt thôi. Ghê quá ha. Nói chung là những cái chuyện tâm linh là nhiều cái mình thật sự là thấy khó hiểu ha. Không là không hiểu được những cái đó, nhưng mà nó thực tế, rất thực tế mà nó đang xảy ra mỗi ngày. Và là người ta lấy cái vấn đề tâm linh, người ta đem đi chuộc lại gì. Bây giờ một ngàn người thầy coi tầm xài được hai ông. Còn em kia là sử dụng cái đó làm cái nghề, chứ không phải sử dụng cái đó để làm một cái gì đó để giúp người ta hay là để trả cái. Nói chung là khi mà mình thấy như vậy, cái đó là nhiệm vụ của mình, cái bổn phận của mình. Tại vì mình trả mình nợ người ta, mình mới thấy vậy. Chứ ai đâu coi ví dụ anh đi, em đâu có quen biết anh gì đâu, tự nhiên thấy anh. Đúng rồi. Đúng không? Thôi cũng là cái duyên đấy. Còn mà người ta lợi dụng cái đó, người ta thấy cái khả năng người ta dị được, cái bắt đầu người ta sẽ tu tập để người ta học nâng cao lên cái khả năng của người ta. Người ta lấy cái khả năng đó người ta làm ra cái kinh tế nuôi sống bản thân và chuộc lợi duyên cho bản thân người ta. Đó là trở thành mang nghiệp nữa. Đúng rồi. Mà con cháu trả. Ok, cảm ơn em nha, một câu chuyện mà nghe nói rất là hay. Đây thưa quý vị, đây là chỗ em xin bán dưa hấu nha. Bán dưa hấu ngay tại chợ Cầu Móng. Hai vợ chồng cũng đi bán đây đó, cũng và vô tình gặp được một câu chuyện. Chung muốn đưa clip này lên cho quý vị, cái chú chị có thể xem. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt luôn quý vị nha.